Một cuốn sổ gạo có sự kết nối với quá khứ bằng bức tranh cổ động khiến nhiều người liên tưởng về cuốn sổ gạo thời bao cấp. Bìa cuốn sổ là hình ảnh các nhân vật đại diện cho người lao động với dòng chữ mua gạo trả trước, ích nước lợi nhà. Bên dưới là dòng chữ to, hợp đồng sổ gạo. Nếu như thời bao cấp, thế hệ trước phải xếp hàng mua gạo, thì ngày nay sổ gạo là vật tượng trưng cho sự cam kết giữa người nông dân với khách hàng. Ý tưởng hợp đồng sổ gạo được anh Bùi Ngọc Cường nhen nhóm xuất phát từ việc những hạt gạo được canh tác trên ruộng dươi của gia đình không thể bán cho ai vì thiếu sự kết nối. Nông dân mà, họ phụ thuộc vào cái công sức họ cả năm tháng, họ đã phải may rủi với thời tiết, họ đã phải phòng trừ sâu bệnh rất nhiều yếu tố khác rồi, mà đến khi họ ra được một sản phẩm khác rồi mà họ còn sản phẩm rồi mà họ còn không bán được nữa, thì làm sao họ có thể yên tâm họ sản xuất được? Thì đấy là việc mà chia sẻ rủi ro. Tức là nếu nông dân sản xuất được sản phẩm tốt thì họ sẵn sàng mua và họ sẵn sàng đặt cọc trước để họ yên tâm. Sổ gạo là giải pháp được anh Cường tạo ra nhằm kết nối trực tiếp khách hàng, nông dân, chính quyền địa phương để làm sao đưa được sản phẩm lúa gạo được trồng ở các vùng sinh thái đến tay khách hàng với giá tốt nhất. Nhận thấy thành phố Hải Phòng có khoảng 2.000 hectare ruộng dươi, tại đây dươi là sản phẩm chính mang lại nguồn thu cho người nông dân. Nhờ đó, người nông dân không bị áp lực về kinh tế, mùa vụ. Anh Cường đã đặt ra giải pháp sổ gạo để kết nối trực tiếp khách hàng, nông dân, đồng thời chia sẻ rủi ro cho người nông dân khi họ cam kết canh tác an toàn. Mình không tạo ra một cái sản phẩm hoàn thiện, hữu cơ hoàn thiện, nhưng mình tạo ra một cái giải pháp mà đưa khách hàng với một cái giá tốt nhất và chất lượng tốt nhất và cùng nhau làm nó tốt hơn. Cây lúa thì nó cũng có cái điểm mạnh của nó, bởi vì nó khi cấy thì nó, đây là vùng nước lợ, thì nó sẽ khử độ mặn, đấy, độ mặn là trong đầm dươi, đấy. Thì cái khử độ mặn thì là để con dươi nó phát triển rất là tốt. Nếu mà không có cây lúa mà che phủ thì nó đất nó gọi là nó bạc màu đấy, mưa gió nó bạc màu rồi. Khi những con dươi này mà nếu mà tháng 5, tháng 6 hoặc 4, 5 ấy, tốc độ nó nắng ấy mà nó không có cây lúa thì nó cũng kém đấy. Thế nên là mình cấy cây lúa thì chủ yếu là làm tăng cái độ xốp đất đấy, để con dươi nó phát triển rất là tốt, xong nó lại có cái sự thu nhập cũng rất là cao đấy, chứ không phải là đánh giá thấp được đấy. Bởi vì như anh Cường thu mua là so với này, cái giá trên thị trường rất là cao đấy, có thể là cân thế, nhưng mọi năm vẫn cân bình thường là 10.000 một cân thóc tươi, mà nông dân rất là phấn khởi là gặt cái là đã có chú Cường chú ý đến chú ý cân ngay đấy. Thế đâm ra là không phải như trước là cứ phải mượn người phơi phong xong lại mưa gió rất là vất vả. Sau 5 năm triển khai, đến nay, anh Cường đã bán được gần 1.000 cuốn sổ gạo liên kết với người nông dân tại khắp các vùng lúa sinh thái lúa rươi, lúa tôm trên cả nước. Quan trọng hơn, sổ gạo đã gắn kết được niềm tin giữa người nông dân với khách hàng, tạo dựng giá trị bền vững trong nông nghiệp.